À, mọi người đang hay nói là lọc gió đâu có cần phải thay đâu, mà đi cứ đi đại đi rồi sau này bị gì rồi tính sao. Vậy mà tuần nào bên tôi cũng phải về thay quá thùng lọc gió bự như thế này nè, để mà phục vụ cho mọi người các bạn ơi. Lọc gió nó vô cùng quan trọng lắm, thay giùm mình đi, tầm khoảng từ 8 cho đến 10 ngàn cây là cứ thay một cái lọc gió, cứ thay một cái lọc gió đi, bởi vì lọc gió Zin nó rẻ lắm mọi người, nhưng mà cái chất lượng và những cái lợi ích của nó đem lại là cực kỳ cao luôn nha. Đối với lại lọc gió á, là trước khi mà đưa gió vào bên trong buồng đốt á, thì sẽ qua cái tấm lọc này, thì trên tấm lọc này sẽ giữ lại những thứ ví dụ như là bụi bẩn nè, rồi nước nè, rồi hay là tóc nè, hay là tất tần tật những cái thứ gì đó mà không phải thuộc về gió thì nó sẽ nằm lại hết trên đây, và đưa gió vào bên trong buồng đốt thì gió đó nó sẽ sạch hơn, nó sẽ tốt hơn cho cái động cơ của xe mình đó. Cho nên á, là khi đi mà về lâu về dài khoảng chừng từ 8.000 cây trở lên á, cho tới 10.000 cây á, thì cái lọc gió này nó sẽ rất là dơ luôn. Đó, đó là lý do vì sao mà chúng ta nên thay lọc gió nha. Và nhiều người cũng hay hỏi Vinh á, là trời ơi lọc gió Zin á, thì vệ sinh thôi cũng được mà. Xin anh em luôn á, lại lọc gió Zin mà vệ sinh được thì bên mình đâu phải về cả thùng như thế này để bán cho anh em đâu. Lọc gió Zin á, là thiết kế của nó là cái tấm lọc này sẽ làm bằng giấy nha mọi người. Làm giấy và trên đây có tẩm dầu đó, cho nên sử dụng một thời gian khi mà nó dơ quá rồi á thì chúng ta không thể nào mà vệ sinh được nha. Nope. Khi mà anh em sử dụng nước hay là những cái chất gì đó vệ sinh thì những cái lọc giấy này, giấy mà nó sẽ bị rã ra, mà khi giấy mà rã ra như vậy á thì nó có khả năng sẽ bay vào bên trong cái buồng đốt của mình, cực kỳ nguy hiểm luôn. Cho nên là cứ thay đi, bởi vì những cái lọc gió Zin này nó cực kỳ giá rẻ luôn nha mọi người. Đó, và hai kiện này sẽ là full cái mã là K29. Đó là các bạn biết bên mình phải bán lọc gió nhiều tới cỡ nào rồi mới phải nhập hai cái kiện nó bự tới như thế này nè. Thì đối với lại cái mã K29 này sẽ sử dụng chung cho AB nè. Đó, Vario 125, 150, BCX và kể cả SH Mod nha mọi người, là đều có thể sử dụng những cái mẫu lọc gió này. Chính vì vậy mà bên mình phải nhập nhiều như thế này nè để phục vụ cho anh em nha. Lọc gió bên mình chuyên bán sẽ là lọc gió Zin chính hãng của Honda. Đó, có tem, bao bì là đóng có siêu đàng hoàng nha. Biết tại các bạn biết tại sao phải có những cái siêu như thế này không? Bởi vì bên trong lọc gió này nè, như Vinh đã nói lúc đầu clip là nó đã tẩm dầu sẵn. Vì vậy phải có đóng những cái siêu như thế này nè. Thứ nhất, để tránh bụi cho cái phần lọc gió. Cái thứ hai nữa là sẽ ngăn ngừa không có cái phần dầu này nó sẽ không bay ra ngoài khi mà sản phẩm tới tay của khách hàng. Đó. Cho nên là Vinh sẽ không xé ra cho mọi người coi trực tiếp nha. Đó, mọi người thông cảm giùm Vinh này. Vinh muốn giữ lại cái phần dầu bên trong này và cái lọc gió sạch sẽ khi mà tới tay khách hàng của mình. Bên mình còn có những cái mẫu lọc gió dành cho những cái dòng xe khác của Honda và Yamaha luôn. Ví dụ cho anh em một số mẫu nè. Đây là lọc dành cho mẫu xe Vision đời cũ nè. Đó là cái dạng lọc dài này. Mẫu lọc ngắn cũng có luôn. Mẫu lọc ngắn của Vision đời mới cũng có luôn. Còn đây là dành cho anh em Sonic và Winner. Đó. Còn đây là của AB110FI. Đó, thì các bạn thấy đó, các mẫu lọc gió này 10 cái là như một hết. 10 cái đều là sẽ có tem chính hãng của Honda nè. Đó, được đóng siêu kỹ càng như thế này nè. Nhớ nha anh em, lọc gió Zin là phải 8 cho tới 10 ngàn cây là phải thay một lần nha. Còn nếu như những anh em nào á mà chúng ta đi ở những cái đoạn đường mà đang xây dựng nè, những đoạn đường mà bụi quá, thì cái thời gian mà sử dụng lọc gió của mình chắc chắn nó sẽ ngắn hơn là cái khoảng là từ 8 cho tới 10 ngàn. Cái khoảng 8 cho tới 10 ngàn đó chỉ là một cái con số ước chừng để chúng ta có thể canh được mà thôi. Nó còn phải phụ thuộc vào cái xe của chúng ta sử dụng ít hay nhiều nè, đoạn đường của chúng ta đi là có bụi nhiều hay không. Đó, thì anh em cứ việc ghé vào 18 chi nhánh của shop hai bánh của bên mình thay lọc gió. Anh em chỉ cần tốn tiền một cái lọc gió thôi, còn cái việc thay lọc gió chắc chắn sẽ là miễn phí công thay cho anh em nè. Tặng kèm thêm cho anh em là 4 bước chăm sóc xe nha. Trong đó sẽ bao gồm là vệ sinh kính hậu nè, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe. Trời ơi, thay cho có cái lọc gió à, giá của lọc gió K29 này, mã cho Vario 125, 150 nè, AB, BCX, SH Mod chỉ có 120k thôi mà được làm thêm 4 bước chăm sóc xe quá trời đã luôn nha. Sếp Vinh chia sẻ không quan trọng hóa đơn anh em bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng, anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Bây giờ Vinh sẽ xếp nó lên kệ để chờ anh em tới phục vụ anh em nào cần thay lọc gió thôi. Vinh 3 tuổi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.